Chào các bạn nhé, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Thì hôm vừa rồi mình vừa quay mật các bạn ạ. Đấy, hôm trước nay mình cũng vừa đăng một cái video chia sẻ cho các bạn ấy. Và thì mình đi kiểm tra, hôm nay mình kiểm tra lại. Thì hôm mình quay cách đây 2 ngày rồi. Thì mình thấy tình trạng là trời thì nó mưa các bạn ạ. Đấy, trời mưa, trời rất là xấu, mưa 2 hôm rồi. Đấy, sau khi quay mật trời lại mưa 2 hôm các bạn nhé. Mình cũng hơi chủ quan, được rồi mình không xem dự báo thời tiết. Đấy, trời mưa 2 hôm và mình còn xem, hôm qua mình xem dự báo thời tiết thì khả năng trời vẫn còn mưa tiếp các bạn nhé. Tối lại vẫn mưa. Đấy, trời vẫn rất là sậm sùi, thế là hôm nay mình phải cho nó ăn tăng cường các bạn nhé. Mình cho ong mình ăn tăng cường một chút. Đây, ong đang lên ăn này. Thì đây mình pha hỗn hợp phấn hoa với lại bột đậu tương, một chút đường và một chút mật nhé các bạn nhé. Mật thì là cái mật mình, cái phòng quay phá mình để lại thôi, để cho ăn thôi các bạn ạ. Thì mình cho ăn này thì cũng không ảnh hưởng gì đến cái việc khai thác mật hết các bạn nhé. Đây mình chỉ cho ăn phấn hoa thôi. Đấy, thì nó cũng không ảnh hưởng gì đến cái phần gọi là mình khai thác mật. Hiện tại mình vẫn đang khai thác mật keo các bạn ạ. Đấy, thì đa số mình chỉ cho những cái đàn yếu hơn ăn thôi các bạn ạ. Đấy, những cái đàn khỏe thì mình không cho ăn. Những cái đàn mà mình thấy là phấn nó còn nhiều thì mình sẽ không cho ăn nhé. Mình cho ăn một số những cái đàn yếu. Như đàn này mình ba cầu quân thì cũng không phải là yếu lắm đâu, nhưng mà nó rất là nhiều ấu trùng các bạn ạ, rất là nhiều ấu trùng với lại ong thợ cũng rất là nhiều. Thế là mình cũng phải cho ăn, không sợ nó đói quá các bạn nhé. Đói quá thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái chất lượng khai thác mật, và nó khi mà ong nó đói và trời đói trời mưa nó rất 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 dễ là xảy ra cái tình trạng là ong nó đói dẫn đến bốc bay nhé các bạn nhé. Đấy, mình cho ăn, các bạn nên xem này, mình cho ăn vào buổi chiều đây, đang là sáng mai nó sẽ ăn hết đây nhá. Mình sẽ đi cho ăn một số cái tổ yếu yếu nữa. Thì mình sẽ xem dự báo thời tiết là trời nó sẽ mưa mất 2 ngày nữa các bạn ạ. Đấy, trời nó sẽ mưa 2 ngày nữa nên là mình phải cho ăn tăng cường thêm, nhưng mà nó sẽ ảnh hưởng đến ong. Đấy, các bạn mà những bạn nuôi ong ngoại thì mùa này các bạn cũng phải cho ăn hết các bạn. Đấy, trước khi cho ăn mình thổi cho ong xuống hết thì mình tiến hành cho ăn nhé. Mình cho ăn ít nên mình cũng không cho vào túi bóng, mình bo với nó dính ra, mình cho vào cái bát, cái thìa thôi. Mình sẽ múc cho mỗi tổ ăn một ít thôi các bạn ạ. Thường mà đến cái mùa khai thác mật keo này mà khu vực nào ít phấn các bạn nhé, không có phấn mà đi khai thác mật keo ấy, vì keo nó không có phấn các bạn, nó chỉ có mật thôi, thì người ta vẫn phải cho ăn nha các bạn nhé, cho ăn để cho nó khỏe ong. Đấy, kiếm được chút vào ong thực sự là cũng không dễ dàng đâu các bạn ạ. Mình phải chăm chút nó không thì nó cái đàn ong mình nó sẽ yếu đi rất là nhanh các bạn nhé. Đấy, mùa này thì vẫn còn đang còn mật, nên là mình mà không để ý và không chăm sóc nó như này thì khả năng mình sẽ không lấy được mật nữa các bạn nhé. Để ý nó này thì mình sẽ tiến hành mình vẫn cho ăn phấn và mình vẫn khai thác mật bình thường, không vấn đề gì hết. Những cái trại ong ngoại ấy, mùa này người ta đi thu gần như kiểu tận thu các bạn. Nhà vẫn khi mà quay mật xong mà ong nó đói là vẫn phải cho ăn nhé, để cho nó khỏe ong thì nó làm mật mới tốt các bạn nhé. Thế nên để cái nó tăng cường nó nuôi những con ấu trùng, mà nhất là trong cái thời thời điểm như mình quay mật mà nó dính trời mưa như này
thì nó rất là cần thiết nhé các bạn nhé. Mình xem những cái tổ nào nhiều ấu trùng mà nó ít phấn là mình phải bổ sung ngay. Còn như mình lấy hết mật của nó mà trong cái thời điểm quân nó đang đông như này, một ngày nó tiêu thụ lượng thức ăn rất là nhiều các bạn nhé. Đây, tổ này của mình 4 cầu. Mình phải cho ăn một chút. Tổ nào khỏe thì mình cho ăn một chút thôi các bạn ạ. Bằng này thì thức ăn so với cái đàn ong này thì cũng chả thấm ở đâu đâu các bạn ạ. Đấy, tổ này của mình như 4 cầu rất là đông nhé. Mình thổi chui dưới rồi. Đợi một tí là sẽ nên nó ăn ngay rồi. Đấy, các bạn xem này. Con ong nó bắt đầu ăn đấy. Một chút nó ngửi thấy mùi thế là nó lên nó ăn ngay, mùi phấn hoa. Mình chủ quan quá không xem dự báo thời tiết các bạn ạ. Nói chung là mật ở ngoài thiên nhiên thì vẫn còn rất nhiều, nhưng mà trời mưa thì cái mật keo thì nó tiết vào buổi sáng các bạn nhé. Mật keo tiết buổi sáng này là nó sẽ gặp trời mưa thì nó sẽ bị trôi đi hết. Thế là ong nó trời mưa nó sẽ không đi lấy được. Có dù ban ngày có nắng nhé các bạn nhé. Ban ngày có nắng thì cái thời điểm hiện tại là chủ yếu là cái nguồn mật keo thôi. Ngày có nắng thì bây giờ mật rừng thì cũng vơi hết rồi các bạn ạ. Không còn chỉ còn một số những cây hoa tạp tiếp thôi. Nên là nó không không đủ cho nó khai thác các bạn nhé. Thì trưa nay mình thấy là ong đi làm, trời râm mát nhưng mà ong đi làm rất là thưa, vì thực chất ở ngoài nó không có nguồn các bạn nhé. Chứ vào nếu mà thời điểm buổi sáng mà trời không mưa ấy, buổi sáng sớm thì ong đi làm rất là hăng luôn. Đấy, như mình mà khai thác mật thì tầm 3-4 ngày thôi là lại có cầu viết nắp ngay các bạn ạ. Thì cái nguồn mật keo thì nó cũng tương đối là nhiều. Nó đang thời điểm hiện tại nó đang tiết mật rất là mạnh nhé các bạn nhé. Đấy, hôm rồi mình chia sẻ cho bạn một cái video đấy, ở những cái nách, ở những cái cuống lá keo mà đang tiết rất là nhiều. Làm chỉ cần trời thời tiết nó đẹp, ong mình khỏe thì tầm vài hôm thôi là lại căng hết mật ngay. Nhưng mà mình lại quay đúng một cái hôm mà hôm sau trời nó mưa, nên là mưa mất 2 ngày, nó báo mưa mất hai mưa 2 ngày nữa các bạn ạ. Đấy, nên mà mình sợ ong nó đói, nó bắt buộc phải cho ăn thêm tăng cường, không thì nó sẽ ong mình nó sẽ nó tụt lực thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái việc khai thác mật các bạn ạ. Đấy, ăn này là ăn chống đói ấy. Đấy, nó đang đi ăn này các bạn. Giờ sáng mai là sẽ ăn hết. Ăn hết mật này ngay, ăn hết cho phấn hoa này ngay. Rồi, mình vừa chia sẻ cho bạn một chút như cái vấn đề về việc mình chăm sóc ong như vậy các bạn nhé. Đấy, các bạn lưu ý là khi mà mình quay mật ấy thì mình cũng phải lên xem dự báo thời tiết trước, hoặc là mình quay phải có kế hoạch các bạn nhé. Quay xem là những đàn nào yếu ấy, mình có thể như mình thì mình vẫn bớt lại một chút chút mật cho nó ăn, nhưng mà mình cũng mùa này thì nó mưa mấy ngày nữa nên là ong nó vẫn có đói nha các bạn nhé. Đấy, vì mình quay là mình quay hết mật của nó rồi. Còn những một ít thì không bỏ cho nó ăn đâu các bạn nhé. Trời mưa suốt này thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái lực của đàn ong. Đấy, thì khi mà mưa xong thì như trong thời gian mà nó đói thì những con ấu trùng ở trong những cái cầu cánh tổ ấy nó sẽ đói các bạn nhé. Tình trạng là ong nó sẽ kém đi. Thì mình phải cho ăn tăng cường thêm. Thì mình cho ăn này cũng không ảnh hưởng gì đến cái chất lượng mình khai thác mật nhé các bạn nhé. Đấy, nó chỉ gọi là cho ăn này cho ong nó chống đói thôi. Cái mùa này thì
cái lượng phấn thì nó ít hơn các bạn ạ, nên là nó sẽ ảnh hưởng mạnh. Vì cái mật keo ấy nó chỉ có mật thôi, nó không có phấn như các bạn nhé. Đấy. Thế là mình cũng phải cho ăn thêm để cho nó ong nó khỏe, khỏe ong nhé các bạn nhé. Rồi, chào các bạn nhé.